Chào mừng các bạn đã đến với Thu Thực Tin Học. Thì hôm nay Thu Thực Tin Học sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà mở tài khoản MBBank trên điện thoại ha. MBBank là cái ngân hàng của ngân hàng quân đội ha. Khi các bạn mở tài khoản MBBank này, các bạn sẽ được chọn số tài khoản ha, cũng như là được sử dụng số điện thoại làm số tài khoản, cũng như là các bạn sẽ được chọn số tài khoản số đẹp và có cơ hội nhận thêm tiền khi các bạn giới thiệu bạn bè ha. Rất là nhiều cái ưu đãi với ứng dụng MBBank. Đầu tiên thì các bạn cần phải tải ứng dụng MBBank về ở đây thì để dần nhận được ưu đãi ha. Khi mà các bạn đăng ký MBBank thì các bạn sẽ dùng cái đường link mà mình giới thiệu với phần mô tả của video ha. Thì ở đây mình sẽ để cái đường link với phần mô tả video, thì các bạn kích vào cái đường link này để các bạn tải ứng dụng về thì các bạn mới nhận được ưu đãi nha. Còn nếu các bạn tải trên Google Play á hoặc là App Store thì các bạn sẽ không nhận được ưu đãi á, là nhận được 30k sau khi các bạn đăng ký thành công. Rồi, thì ở đây thì mình sẽ chọn đường link ha, kích vào đường link nè. Thì lúc này nó sẽ mở ra cái ứng dụng này, mình sẽ chọn tải ứng dụng ha. Hoặc là đăng ký xong thì chọn đăng ký ngay nếu có nè. Nếu có mình sẽ có thể chọn đăng ký ngay. Đó, thì lúc này sẽ mở ra này ra, mình sẽ tiến hành cài đặt ha. Đó, mình sẽ tiến hành cài MB Bank từ cái ứng dụng này, từ cái đường link này thì các bạn sẽ nhận được cái ưu đãi ha từ MB Bank. Trong quá trình chờ đợi thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh Ruột Kinh Học cũng như để ủng hộ cũng như là không bỏ lỡ những video mới nhất từ Ruột Kinh Học ha. Rồi. Ok, thì xem như mình đã cài đặt xong ha từ ứng dụng MB Bank. Cài đặt xong ứng dụng MB Bank thì nó có quy tượng thế này ha, mình chọn ứng dụng MB Bank. Ok, chọn cho phép ha. Rồi, thì ở đây này sẽ có miễn phí giao dịch trọn đời nè, miễn phí giao dịch tài chính trên app VBank trọn đời. Đây cũng như là nó sẽ có cái app VBank online định danh trong vòng chưa tới 1 phút ha, không cần ngân hàng. Rồi chọn đăng ký ngay. Nếu như các bạn có tài khoản thì các bạn có thể đăng nhập cho luôn ha. Còn chưa thì các bạn sẽ tiến hành đăng ký nha. Đăng ký. Thế đây thì mình đã được ghi nhận tham gia chương trình giới thiệu nhiều tiền nhiều giới thiệu nhiều nhận tiền nhiều nè. Thì có nghĩa là mình đã được ghi nhận ha. Còn nếu như các bạn tải tiền xét like về này thì nó sẽ không có thông báo là bạn đã được ghi nhận này nữa ha. Rồi mình chọn tiếp tục đăng ký ha. Rồi ở đây thì mình sẽ nhập số điện thoại đăng ký, số điện thoại thường sử dụng để mình mà đăng ký cái ứng dụng đăng ký cái tài khoản MBBank ha. Thì các bạn nên sử dụng cái số điện thoại chính chủ của mình ha. Rồi sau đó các bạn chọn tiếp tục theo ha. Rồi nó sẽ gửi mã OTP, mình xác thực OTP đến cái số điện thoại này ha. Rồi mình sẽ mở số bên xác thực này. Rồi ok, nó sẽ tin nhắn ha. Rồi ở đây là mình sẽ xác minh thông tin bằng cách sử dụng chứng minh thư hoặc là thẻ căn cước, hộ chiếu gì đó ha. Mình sẽ chọn chứng minh thư ha. Thì ở đây mình sẽ nhập chứng minh thư. Rồi thẻ căn cước, mình nhập cái số chứng minh hoặc là thẻ căn cước vào. Ok, sau khi nhập số căn cước xong thì các bạn tiếp tục tiếp theo ha. Rồi chọn cho phép thì lúc này nó sẽ tiến hành chụp cái giấy chứng minh của mình ha, sẽ chụp cái chứng minh nhân dân là căn cước công dân của mình. Rồi mình sẽ tiến hành chụp ha, thì mình sẽ điều chỉnh cho nó dễ nhìn ha, vừa nhìn cái giấy căn cước công dân của mình đó, cho nó nhìn rõ ha, đảm bảo đủ ánh sáng. Rồi mình có thể sử dụng hoặc là chụp lại ha. Nếu chưa thấy mờ các bạn hãy chụp lại ha, để sử dụng. Rồi tiến hành chụp tiếp cái mặt sau, rồi chọn sử dụng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là quay video ha, quét gương mặt của mình ha, quét khuôn mặt của mình trên ứng dụng MBBank này để cho nó nhận dạng ha. Video khuôn mặt của mình ha, chọn đồng ý. Bắt đầu rồi làm sẽ cần thử, khuôn mặt mình hãy nằm ở lưu chính khuôn giữa mặt khuôn hình bạn ha. vào trong khuôn hình. Rồi. Vui lòng không đội mũ, không đeo khẩu trang hoặc đeo kính. Bạn sẽ cần đọc to và chính xác dãy số trên màn hình. Nếu bạn đã hiểu, hãy bấm vào nút bắt đầu ở bên dưới để tiến Rồi hành đăng mình ký. sẽ bắt tôi bắt đầu ha. Bắt đầu đăng ký, rồi hãy bây lưu giờ mình khuôn sẽ mặt đặt của khuôn bạn mặt vào vào trong khuôn khuôn hình ha, hình. cho nó nhận dạng. Hãy đọc to và liên tục dãy số trên màn hình. 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5. Rồi. Đây thì do mình đã đăng ký tài khoản trước đó rồi, do đó thì mình sẽ không cho phép mình đăng ký tiếp ha. Nếu các bạn đăng ký lần đầu thì có thể đăng ký được dễ dàng. Rồi, ok. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cái sử dụng cái ứng dụng AmbiBank ha. Bây giờ mình sẽ quay lại về trang đầu tiên và mình sẽ tiến hành đăng nhập ha. Thì đây thì nếu như các bạn quên mật khẩu thì các bạn có thể chọn quên mật khẩu ha, để các bạn nhập họ tên, số chứng minh thư vào, giấy tờ số số chứng minh thư, điện thoại vào để các bạn lấy lại mật khẩu nha. Rồi ở đây thì mình sẽ tiến hành đăng đăng nhập vào ứng dụng này luôn, tại vì mình đã có tài khoản dưới đó rồi. Rồi ok, thì đây mà các bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu hoặc là sử dụng dấu vân tay để tiến hành đăng nhập ha. Thì ở đây thì do mình đã bật chế độ đăng nhập bằng vân tay, do đó mình có thể đăng nhập bằng vân tay. Còn nếu như các bạn
chưa bật cái rồi bằng đăng nhập bằng vân tay thì các bạn phải nhập mật khẩu vào thì các bạn mới đăng nhập được ha. Các bạn lưu ý. Rồi mình sẽ sử dụng với vân tay đăng nhập ha, mình sẽ chọn biểu tượng vân tay. Rồi, sau đó mình sẽ chạm vào cảm biến vân tay ha để đăng nhập. Rồi ok, đây là giao diện của cái phần mềm MVBank ha. Thì giao diện cũng khá là đơn giản thôi. À, bây giờ để xem thông tin tài khoản thì các bạn sẽ kích vào đây. À, để các bạn xem thông tin tài khoản của mình. Đây, tài khoản mình còn 50.000 ha. Số tài khoản của mình. Đó. Số tài khoản của mình cũng chính là số điện thoại của mình luôn. Thì ở đây thì các bạn có thể vào đây để các bạn xem được đây ha, chi tiết. Rồi ở đây thì các bạn có thể xem phần thẻ nè. Phần thẻ thì đây các bạn có thể xem danh sách thẻ ha. Đây mình đã có một cái thẻ Visa. À. Rồi ở đây thì trên này cái hình ở trên này nó có cái dấu người người chỗ này là cái cần cài đặt. Phần cài đặt đây nó sẽ có còn có tên đăng nhập của mình nè. Rồi quản lý thiết bị là xem những cái thiết bị nào nó đăng nhập vào hệ thống, đăng nhập ứng dụng này ha. Thì mình có hai thiết bị đăng nhập vào cái ứng dụng này. Rồi ngoài ra thì ở đây thì các bạn cũng có thể làm thay đổi mật khẩu ha. Tức là mình có thể thay đổi lại cái mật khẩu của cái ứng dụng MVBank này nếu muốn nha. Các bạn có thể thay đổi được mật khẩu của nó. Nhập mật khẩu hiện tại vào, sau đó nhập mật khẩu mới dưới này để thay đổi ha. Rồi ở đây thì mình sẽ thay đổi gồm email. Các bạn cũng có thể thay đổi email ha. Đây là email hiện tại của mình thì mình có thể thay đổi email khác. Rồi ở đây thì các bạn sẽ có cái phần nạp tiền điện thoại nè. Thì đây các bạn có thể hoàn toàn có thể nạp tiền điện thoại nha. Nạp tiền điện thoại cho một cái danh bạ nào đó thì ví dụ ha, ví dụ như mình sẽ chọn danh bạ một người nào đó hoặc là có thể nạp cho chính mình ha cũng được ha. Rồi, ví dụ như mình nạp cho cái số điện thoại của mình luôn. Rồi 50.000 cho chọn tiếp tục ha. Đó, thì lúc này nó sẽ hiện ra là tài khoản này nạp qua số điện thoại này ha. Và số phí là 0 đồng thì các bạn có thể chọn tiếp tục để các bạn nạp tiền vào điện thoại của mình. Rồi, đó là phần nạp tiền ha. Rồi ở đây thì chuyển tiền. Thì ở đây thì các bạn có thể chuyển tiền đến bất kỳ một cái ngân hàng nào và mà nó sẽ được miễn phí ha, miễn phí chuyển khoản. Đối với ứng dụng MVBank này thì nó sẽ miễn phí chuyển khoản đến bất kỳ ngân hàng nào. Thì ở đây thì mình có thể chọn nhập vào chọn thêm người thụ hưởng nha. Ở đây là cái danh sách mình đã chuyển trước đó. Còn cái này, nếu như các bạn thêm một người mới, một cái số tài khoản khác thì các bạn chọn thêm một người thụ hưởng mới. Thì đây mình sẽ chọn ngân hàng ha. Có thể chọn một ngân hàng như MVBank, Viettelbank nè, hoặc là có thể là Vietcombank, Agribank gì đó ha. Thì các bạn ví dụ mình chọn ngân hàng là Vietcombank. À. Có rất là nhiều ngân hàng được hỗ trợ nha. Các bạn có thể chọn. Thì ở đây các bạn sẽ chọn số tài khoản đã lưu. Ở đây thì mình đã có một số tài khoản trước đó rồi. Nếu như các bạn chưa có thì các bạn có thể tiến hành nhập ha. Nếu đây không có thì các bạn có thể nhập số tài khoản vô. Còn ở đây thì mình đã có số tài khoản đã lưu thì mình sẽ chọn số tiền cần chuyển vào. À, thì các bạn có thể chuyển bất kỳ số tiền nào các bạn muốn. À, trong tài khoản mình có thì mình sẽ chuyển được ha. Ví dụ như tài khoản mình còn 50.000 mình chuyển 50.000 cho tiếp tục. Ở đây là nội dung chuyển tiền thì các bạn có thể để nhập hoặc là không nha. Rồi ở đây thì đây là số tài khoản của mình, đây là đến tài khoản này. Và cái phí giao dịch là miễn phí nha. Ở đây là sẽ chuyển tiền nhanh là chuyển NaBat 24/7 gì đó thì các bạn có thể chuyển bất cứ lúc nào nha. Tối sáng đi mà ngoài giờ hành chính trong giờ hành chính điều chuyển được và xác nhận nha. Rồi ở đây thì nó yêu cầu phải nhập cái mã PIN OTP vào thì mình mới lấy được cái mã OTP ha. Khi mà các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn phải cài đặt mã PIN này thì các bạn mới có thể tiến hành giao dịch được. Rồi khi sau khi các bạn nhập đúng mã PIN thì ở đây nó sẽ hiện ra cho có pháp bạn lấy cái mã OTP ha, thì các bạn có thể chọn nhập OTP đó, sau đó chọn tiếp tục ha. Rồi lúc này thì các bạn có thể chuyển khoản được cho đó, xem như mình đã chuyển khoản thành công ha. Đây mình đã nói là mình đã chuyển khoản thành công. À, chuyển thành công thì các bạn có thể chia sẻ ha, chia sẻ giao dịch này, có thể lưu người thụ hưởng, lưu mẫu giao dịch là có thể chia sẻ ha, chia sẻ đến qua Zalo, Facebook gì đó ha. Tại các bạn đây thì các bạn có thể chia sẻ đến Zalo hoặc Facebook gì đó ha, đến người nào đó. Rồi mình sẽ chọn đây là cái phần chuyển khoản nha, có thể chọn tạo lại giao dịch khác hoặc là quay về trang chủ nha, thì mình sẽ tiến hành quay về trang chủ. Rồi đó là cái phần chuyển khoản. Thì ở đây thì các bạn còn có thể là tiến hành thanh toán nè, thanh toán này các bạn thanh toán. Rồi bằng thanh toán này các bạn có thể tiến hành đây là báo, nó là báo là thay đổi, thông báo biến động số dư của mình nè, đã bị trừ 50.000 ha. Đó. Đây thì các bạn thanh toán bằng cách các bạn có thể quét mã QR ha, thanh toán tiền điện, tiền nước vân vân. Cái mã QR có thể là tiên là cho phép mình thanh toán thông qua những cái mã QR của những cái của VNPay hay là của những cái dịch vụ ha, NaBat vân vân. Thì tới đây những cái cửa hàng mà có VNPay, có thanh toán bằng VNPay thì có thể thanh toán được bằng cách quét mã thôi. Rồi thanh toán tiền điện thì đây các bạn cũng có thể thanh toán tiền điện được bằng cách là sử dụng cái nhập cái mã khách hàng vào để tiến hành thanh toán thôi. À, và thanh toán tự động gì đó. À, rồi nhập khách hàng trên cái bill tiền điện để thanh toán ha.
Còn thanh toán tự động là các bạn có thể đăng ký để mà thanh toán tự động hàng tháng trong cái dịch vụ nào đó, ví dụ như là thanh toán tiền điện chẳng hạn ha, có thể thanh toán tiền điện, có thể rồi nhập mã vô. Thì lúc này tới ngày nào đó nó sẽ thanh toán, ví dụ như tới ngày 28 thì nó sẽ thanh toán. Thì mình có thể đặt ha, mình chọn một bất kỳ ngày nào đó trong tháng để tiến hành thanh toán ha, ví dụ 28, 29, 30 gì đó tỷ các bạn. Thì mặc định tới ngày đó nó tự động thanh toán cho mình luôn. Rất là nhanh ha. Rồi. Rồi internet thì các bạn có tiến hành thanh toán có thể tiến hành để mà thanh toán dịch vụ internet, ví dụ như là thanh toán của VNPT, Viettel gì đó ha. Thì tí các bạn để tiến hành thanh toán thôi, các bạn chỉ cần nhập các bạn khách hàng vào để thanh toán thôi. Rồi. Điện thoại cố định, thuế, học phí, bảo hiểm, với xem phim, máy bay, vân vân. Các bạn có thể xem ha. Để tìm hiểu thêm rồi thanh toán. Rồi. Tiếp theo là một số cái ứng dụng ha, đây là những cái chợ ứng dụng thêm. Ngoài ra thì nó sẽ có một số cái dịch vụ khác, ví dụ như trong sản phẩm ha, và sản phẩm thì nó sẽ có một số cái sản phẩm thôi. Nãy mình nói rồi, chuyển tiền quốc tế, chuyển tiền đến Viettel Money, nạp điện thoại, nạp tiền từ thẻ ATM. Thì các bạn có thể nạp tiền từ thẻ ATM của ngân hàng khác vào cái thẻ MVBank của mình cũng được nha. Các bạn tiến hành nạp tiền từ bất kỳ một cái tài khoản ngân hàng khác vào cái thẻ MVBank của mình cũng được luôn. Ví dụ như mình có thể nạp đây mình sẽ nhưng mà cái này các bạn phải liên kết ha, thẻ ATM của mình với MVBank. Các bạn phải liên kết này, liên kết những cái tài khoản của những cái ngân hàng khác với thẻ MVBank ha, để các bạn có thể nạp tiền từ tài khoản của ngân hàng khác vào cũng được ha. Đó, nó có nhiều hỗ trợ rất nhiều ngân hàng, các bạn có thể tiến hành nạp tiền vào đó ha. Đây, ví dụ mình sẽ chọn thử một cái ngân hàng, ví dụ BIDV đi. Đó thì các bạn phải nhập số thẻ vào, ngày khách hàng thẻ nè, rồi tài khoản nhận tiền cũng chính là tài khoản MVBank của mình ha. Rồi mình quay lại ha, ở đây nó có phần rút tiền ATM nè. Thì ở đây các bạn có thể tạo một cái mã rút tiền ha, để các bạn có thể tạo, có thể rút tiền miễn phí tại ATM của MVBank. Thì có thể mình tạo một cái mã rút tiền đó, em có thể tiến hành để mà rút tiền ha, từ ATM của MVBank mà không cần phải dùng tới thẻ ATM luôn, khá là hay ha. Có thể rút ha, tối đa là tới 50 triệu. Rồi, đây có thể rút tiền tại quầy VNBank, tức là các bạn có thể rút tiền tại bưu điện ha, tại những cái mạng lưới bưu điện trên toàn quốc thì có thể rút tiền được ha, tại quầy của bưu điện nè, đó là xuất trình giấy tờ tùy thân không, cung cấp số điện thoại, xác thực thông tin thì có thể nhận tiền ha. Rồi, hoặc là rút nhận tiền tại ATM của MVBank cũng được luôn ha. Cái này cũng rút được ha, tùy theo các bạn thôi, các bạn có thể rút tiền để tạo một cái mã rút tiền để có thể rút được ha, VNBank ha, tại quầy bưu điện. Nó chức năng rất là hay trên cái ứng dụng MVBank này. Rồi, ok, cho cái phần hot, cho cái phần Mobilus. Đây nó có một cái rất là hay, đó là giới thiệu nhiều nhận tiền triệu. Thì cái phần giới thiệu nhiều nhận tiền triệu này, đây giới thiệu nhiều từng nhận tiền triệu. Thì trong cái phần này các bạn có thể giới thiệu bạn bè của mình. À, thì mỗi lần các bạn giới thiệu bạn bè thì các bạn sẽ nhận được 50.000 cho mỗi lượt giới thiệu. Tức là khi người dùng mà cài đặt ứng dụng này thông qua cái link giới thiệu của các bạn, thì mỗi người, mỗi tài khoản các bạn sẽ được 50.000. Thì bằng cách là các bạn chọn vào chỗ giới thiệu ngay nè. Chọn vào chỗ giới thiệu ngay. Thì lúc này nó sẽ cho phép mình tạo một cái link để các bạn có thể gửi đến bạn bè của mình thông qua Zalo hoặc là Facebook gì đó. Đó. Có thể gửi thông qua Zalo chẳng hạn. Thì có thể gửi cái link đến bạn bè của mình để mình giới thiệu. Đó, ví dụ như mình gửi tới người này đi. Gửi qua. Đó. Thì khi chia sẻ thành công nó sẽ báo nè. Đây. Đây, bạn có thể đăng ký app MVBank và sẽ có ngay 30.000 và cơ hội kiếm tiền triệu. Có nghĩa là khi người dùng cài đặt cái ứng dụng MVBank này thông qua cái link này thì người khác sẽ được 30.000, còn bạn sẽ được 50.000. Tức là đây cả hai người đều nhận được tiền nha. Cả hai người đều nhận được tiền. Thì đây mình sẽ để cái link giới thiệu ở phần mô tả của video, thì các bạn có thể dùng cái link này, các bạn đăng ký cái ứng dụng dùng cái link của mình để các bạn cài đặt thì các bạn sẽ nhận được 30.000. Khi các bạn giới thiệu từ 5 người trở lên thì các bạn sẽ thêm 50.000, 10 người thì các bạn sẽ được thêm 200.000 nữa. Đó. Đó, đây là cách để các bạn có thể kiếm thêm thu nhập thông qua cái ứng dụng MVBank này. Có thể giới thiệu cho bạn bè, bà con, dòng họ hay là gia đình của mình cài đặt ha. Để có thể kiếm thêm tiền thông qua MVBank này. Các bạn sẽ được nhận tiền tươi nha, 50.000 hoặc là 100.000 trực tiếp vô tài khoản luôn. Rồi, ở đây có phần tiện ích ha. Thì trong cái phần tiện ích này nó sẽ có đăng nhập bằng vân tay nè. Thì mình đã kích hoạt cái đoạn đăng nhập bằng vân tay ha. Thì nếu mà chưa kích hoạt thì các bạn hãy kích hoạt vô để cho người, để khi các bạn đăng nhập thì không cần nhập mật khẩu nữa ha. Rồi,
Các bạn nhập tiền từ số điện thoại thì các bạn có thể kích hoạt để các bạn nhận tiền được từ số điện thoại ha. Các bạn có thể kích hoạt để mình để kích hoạt nè. Nếu như các bạn không thì các bạn không bỏ nó gạt nó qua đây để kích hoạt ha. Ở đây có thể hiển thị số thẻ hoặc không nè. Rồi thiết lập OTP là cái mã để các bạn xác thực giao dịch đó thì mình đã thiết lập rồi. À đây cái này tức giúp danh sách thiết bị đã đăng ký OTP nè, là hai thiết bị này đã đăng ký ha. Rồi giao dịch nộp rút tiền tại quầy thì các bạn có thể chọn tài khoản số đẹp nào. Thì chung tài khoản số đẹp thì cái này tài khoản chung một số điện thoại hoặc là một cái tài khoản theo sở thích của mình. Ngay cái danh sách mong muốn thì bạn cần nhập số vô. Ví dụ mình nhập số bất kỳ mình thích thôi. Rồi, ví dụ nhập số vô thử coi. Ví dụ nhập 6868 đi. Đó, sau đó mình sẽ cho nó tìm thử cái tài khoản nha, cái số này. Đây, nó hiển thị ra nè. Những số tài khoản này là miễn phí nè. Những số 14 số sẽ được miễn phí ha, có số này. Đó, rồi tài khoản này 13 số cũng được miễn phí luôn. À, rồi, đây là 12 số, 16 số cũng miễn phí luôn. Có cái đuôi cũng là 6868 nè, đó ha, số tài khoản nè. Đây xem số tài khoản nha, các bạn khi lựa một số tài khoản để các bạn chọn thì sẽ được miễn phí trong một 11 số thì sẽ có phí nha, 11 số thì nó có phí tới 10 triệu một số tài khoản nè. 10 số 25 triệu ha. Thì càng ít số thì nó sẽ càng tính phí thôi. Ví dụ như cái này là không số nè. Đó, cái này số tài khoản này nó miễn phí nè. Thì đây thì các bạn có thể chọn một số tài khoản nào đó ha. Rồi đây mình sẽ chọn một số tài khoản ở đó cho mình thấy dễ nhớ ha. Mình chọn số này đi. Tiếp tục chẳng hạn. Đây nó sẽ cầu nhập người thông tin người giới thiệu ha. Đây mình có thể bỏ qua. Đây, nó sẽ cho phép nhận là phí này mở tài khoản số đẹp là 0 đồng ha. Mà giúp miễn phí OTP đó. Đây có thể đồng ký để mở thêm một cái tài khoản thanh toán số tài khoản này nếu muốn ha. Ở đây thì mình không có mở thêm ha. Các bạn thích cần thì các bạn có thể mở thêm số tài khoản này. Đấy, ok, thì đó là một số cái thông tin ở trên cái ứng dụng MB Bank ha. Ở đây thì cho cái phần dịch vụ thẻ nè, cho cái phần dịch vụ thẻ này các bạn có thể đăng ký những cái thẻ ha, thẻ của mình. Đó, như trong phần dịch vụ thẻ đi. Thì đây các bạn đăng ký phát hành thẻ online nè. Thường là khi ở đây thì mình đã được phát hành một cái thẻ cứng à, thì là cái thẻ Visa, thẻ này đang hoạt động nè. Thì ở đây thì các bạn có thể đăng ký phát hành thêm một cái thẻ. Như đây để có thể đăng ký phát hành thêm một cái thẻ online chẳng hạn, ví dụ như phát hành thẻ rút tiền ATM hoặc là đăng ký phát hành thẻ tín dụng, phát hành thẻ đa năng gì đó ha. Tỷ các bạn thì đăng ký phát hành rút thẻ tiền ATM thì đây thì các bạn đăng ký thẻ vật lý lần đầu là miễn phí nha. Này là phát hành thẻ lần đầu là miễn phí luôn, từ lần thứ hai trở đi thì là 55 ngàn ha. Và ở đây thì phí thường niên á, thẻ phi vật lý là miễn phí, phí thường niên thẻ vật lý cũng là miễn phí năm đầu, tức là thẻ phi vật lý thì mình sẽ được miễn phí ha. Còn thẻ vật lý thì nó sẽ lấy thẻ Visa này thì nó sẽ miễn phí năm đầu thôi, những năm sau thì nó sẽ tính phí ha. Phí chuyển phát là 33.000 trên lần. Rồi. Thì đó là cái tùy ý các bạn ha, các bạn có thể đăng ký để mà phát hành một cái thẻ online hoặc là cái thẻ phi vật lý hoặc là thẻ vật lý chẳng hạn. Cái có chọn phát hành thôi. Rồi, phát hành ngay. Để phát hành ha, mình chọn phát hành ngay nè. Ở đây mình có thể chọn ví dụ như đây mình muốn chọn là thẻ ghi nợ nội địa nè, để thẻ vô bên thẻ Visa debit nè. Đây nó tạm thời gián đoạn không có phát hành được. Thì ở đây phát hành phí thường niên thẻ vật lý là 66 ngàn ha. Đó, thẻ active. Đây thì mình đã có phí thẻ rồi, nên là mình không phát hành ha. Đó, phát hành thẻ online ha, dịch vụ cho thẻ tín dụng vâng. Đó là phần dịch vụ thẻ nha. Dịch vụ thẻ. Thì còn sẽ thêm ở đây thì mình còn có thể là thiết lập thay đổi mã pin của cái thẻ mình nè. À, mình có thể thay đổi mã pin, mật khẩu rút tiền của cái thẻ của mình ha, tùy ý mình. Đây là mình sẽ thiết lập mã pin. Rồi, ok, đó là dịch vụ thẻ nha. Các bạn có thể tìm hiểu thêm. Ok, thì đó là một số cái chức năng ở trên cái ứng dụng MB Bank ha. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Đến đây thì mình xin kết thúc của tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi ha. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh Thuật Kinh Học để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Thuật Kinh Học ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.